Lương Bằng Quang bất ngờ bóc phốt bạn gái, Ngân 98 là người nguy hiểm, có thể dụ dỗ tất cả đàn ông. Chia sẻ mới đây của Lương Bằng Quang về bạn gái khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Lương Bằng Quang và Ngân 98 là một trong những cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz Việt. Kể từ khi công khai hẹn hò, cả hai từng trải qua không ít thị phi điều tiếng. Mới đây, cả hai tiếp tục khiến cư dân mạng ngán ngẩm khi có những phát ngôn gây chú ý ngay trên sóng Level Stem. Cụ thể, trong lúc trò chuyện với khán giả, Ngân 98 bị một cư dân mạng thẳng thắn nhận xét. Có những người như em thì đàn ông mới ngoại tình. Tuy nhiên, thay vì trả lời khán giả thì Ngân 98 lại quay sang hỏi Lương Bằng Quang. Anh Quang ơi, bạn ấy nói ý là tại em xấu. Tính tình không tốt nên đàn ông mới đi ngoại tình. Hay có những người phụ nữ mặc hở hang, lan loạn như mình cho nên đàn ông mới đi ngoại tình. Đừng có thấy người ta ăn mặc gợi cảm mà kêu như vậy nha. Trước câu hỏi của bạn gái, Lương Bằng Quang không ngần ngại chia sẻ. Các bạn ơi, các bạn đang nợ quan một điều rất lớn. Quan đã phải cùng chân bà này, ngân 98 ở nhà, không cho bà ấy quằn quại, gợi cảm ở ngoài, và không làm khổ các gia đình đang rất hạnh phúc. Như vậy là đỡ lắm rồi đó, công sức của quan giả mang lắm các bạn biết không? Đồng thời, nam ca sĩ cũng lên tiếng tố bạn gái rất nguy hiểm. Lương bằng quan cho hay, thả rong bà này ra coi, bà ấy ăn mặc gợi cảm, khở hang, ánh mắt của bà ấy rất nguy hiểm. Bà ấy rất là nguy hiểm, có thể dụ dỗ tất cả đàn ông. Ngay sau đó, chia sẻ của Lương Bằng Quang đã khiến cư dân mạng không khỏi bàn tàn xôn xao. Được biết, trong 4 năm yêu đương tan hợp, cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió như chia tay, đăng đàn bốc phốt hay lộ ảnh phản cảm.